Em lại không nghe được gì rồi anh Phương ơi. Em lại không nghe được gì. Anh xem thử. Đây, Nghe thấy giờ này chưa? nghe. Em nghe thấy rồi. Sao rồi cái mic? Em mở cái file anh vừa gửi lên nhá. Em màn hình em đi. Cái xây dựng bếp, sale bếp đúng không anh? Hay là cái thư mục? Cái xây dựng COP đấy, anh vừa gửi cho em ạ. Rồi em mở rồi ạ. Xem cái màn hình đi. Xem màn hình của em anh. Em xem qua tem view anh nhé. Không, nghe qua đây này. Và xem qua. Ấn vào cái mũi tên. Không chưa anh Vào cái mở mũi tên ở ấy. giữa ấy. Mũi tên ở giữa. Mũi tên đi lên ở giữa đây. Đợi em tiếp. Đâu nhỉ? Oh. Cái tam giác vuông tròn đúng anh? Cái vùng vuông À có đây cái rồi, mũi đây tên đây đây. đây Để em nhìn thấy đây. rồi. Ấn màn hình. Chia sẻ. Em ok rồi anh. Khả năng phải ấy cái màn hình của anh mới được ạ. Thế anh cứ cái màn hình của anh, sợ cái màn hình của em nó lại không ấy. Ok. Em dừng chia sẻ nhé. Ừ. Vâng. Bây giờ cái phần này là phần cài đặt website nhé, Vâng. cài đặt website. Em truy cập vào cái website của mình nhé, Cái website của em đó. đây này. Xong là sổ ấn nút gạch chéo, xong viết cái chữ admin vào nhé, Vâng. xong ấn enter này, nó sẽ vào trang quản trị này. Nhưng mà như này thì Đây. hóa ra là anh cài cho em luôn rồi. Vừa vừa anh có ấn ấy không anh? Cái gì Anh có ấn ghi ghi lại không anh? có ghi rồi, ghi. Vâng. Nhưng mà cái này như này thì đang làm luôn rồi, ghi Vâng. anh làm bằng cái web của em này nè. Vâng, em vừa đăng nhận. Đây để em đăng nhập vào. Thực ra cái này là ở đây nó ở trong này hướng dẫn khá là kỹ ấy. Vâng. Ở cái trong mục anh vừa gửi cho em ạ. Vâng. Anh sẽ hướng dẫn cái phần mà cài đặt website thì trước nhé. Xong rồi Vâng. cái phần hai thì em sẽ nói qua thôi, em tự làm. Vâng. Nó cũng dễ mà. Vâng. Nếu mà sau sau em làm em mắc đâu thì em gửi rồi em hỏi anh. Chứng bên. Ô anh ơi sao vừa em sổ ra là nó cái tên web của em sổ ra lại không ấy nhỉ? Được không?
nhấn lưu cái password hôm trước anh gửi chưa? Em còn lưu mà. Hôm đấy anh ấy về em cũng chưa kịp, em vào em đổi, em hôm qua anh bảo thì về em lại tìm cái nghiên cứu về cái tạo sản phẩm số ấy. Nên là em vẫn chưa đổi bát đâu mà. Bây giờ nó ra cái trang ấy thôi. Vào trang quản trị chưa? Còn quản trị của em ạ. Đây, ông lóc cái này vào đi. Đây em vào đến đây đang đăng nhập. Zalo ấy. Vâng Cái vâng. đường link đăng nhập ấy. Đấy. Vừa em sổ ra rồi nha, em đang đăng nhập. Đăng nhập là ghi chữ admin với lại pass là trường 1994. Vâng, đúng rồi. Em quên mất đấy, em tưởng em đổi đổi bát rồi em lại nhập cái bát của em không được. Vào chưa? Đây em đang vào mạng đang mất đấy, em vào được rồi anh. Nhìn màn hình nhá, nó có cái phần 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 đấy nè, đây để xem chuyển sang tiếng Việt nha. Vâng ạ. Tiếng Việt nó hơi khó khi dùng đấy. Cái phần giao diện nhé, vào phần giao diện này bên phải cột này, à bên Vâng ạ. trái này, bên trái màu đen này nó có một cái cột để quản trị này. Vâng ạ. Thì ở bên này nó có cái phần mà là đây là phần giao diện này, được chưa? Rồi. Mà ấn vào add new, add Vâng. Add new đây. new. Add new. Đợi em add new anh. New đâu nhỉ? New bia. Anh quay lại cho em cái từ đầu đầu với add new. À vào chỗ tìm kiếm đấy anh. Add new là xong là nhập vào cái ô ở nhập nhập tra vào ô tìm kiếm. Ôi, anh tôi không đi chợ bác. Anh tôi vừa ngồi trên đi thì xe được Nó để bố chọi. lên xử lý nha. Nó lên rửa ngay nhanh. Con đi ra đi. Đây ăn điều pết đây đúng không anh ơi? Ơ cơ ảnh cho bác được nghe không? Spider-Man. Có chi chưa ảnh cho bác được nghe. Thôi con đi ra. Như này cơ. Không xem được cái này không phải xem. Cái đấy là gì? Bố đang làm việc nha, đi ra. Và cái ô tìm kiếm này, gõ chữ add cha vào này. Đây, em đang loát ạ. Thôi anh cài cái này cho em luôn nhé, cho nó nhanh đi. Dạ vâng ạ. Xong là nếu mà cần thiết thì vì thực ra cái cài cái này nó chỉ một lần thôi, sau nếu cần em làm cho ai thì em mở cái này ra mà em xem lại. Dạ vâng ạ. Được chưa? Vâng ạ. Xem ở trên này, xem ở trên này xong là mai mở ra vào xem lại cũng được. Vâng ạ. Đấy thì bên trái nó cột quản trị này, vào cái adcha này xong gõ cái adcha vào đây để cài cái plugin này nhá. Đây đây nó có cái plugin của adcha này. Nhìn thấy chưa? Vâng. Rồi. Chỉ nhấn cài đặt vào.
đợi nó cài đặt một lúc. Ok rồi nhá. Khi cài đặt Vâng. xong thì nhấn tiếp này. Vâng. Rồi xong. Bây giờ đến cái phần plugin nhá. Cài plugin. Vâng. Plugin ở đây nó có, đầu tiên mình sẽ cần phải cài cái phần mà Elementor này để sau mình thiết kế này, nhấn vào cái phần download này là nó có cái file mình tải về này. Hey, được hiệu quả rồi. Chí tải xong cái plugin mình vào đây mình add cái plugin này vào nhé, Vâng. add new này, add new plugin này, đây cái phần góc bên trái này, này. Vâng. Nhấn vào upload này, chọn tệp này. Install. Chọn cái tệp của Elementor Pro này, cái mình vừa tải về. Vâng. Active. Ok, xong cái plugin Elementor này. Tiếp theo là đến cái phần Classic.
Tiếp đến là cái thằng soạn thảo văn bản Tini. Elementor Classic. Advanced Editor Tool. Cái phần giao diện này nếu mà sau em không thích thế này thì em có thể là thay cái khác nhé. Vâng. Đây là cái logo mình sẽ cho vào đây này. Vâng, em hiểu rồi, cái chỗ đấy em hình dung rồi.
Mạng chậm thế. Elementor này sao nó lại chưa được nhỉ? Quên mình chưa chưa active, chưa cài đặt tải lên. Okay. Rồi xong mấy cái plugin nhá. Bây giờ mới Dạ đến vâng. cái phần Tạo trang bán hàng. trang bán hàng này. Cái phần phần giao diện này nhá. Phần giao diện này thì sau này em có thể cài đặt theo tùy ý của em thích cài như nào em cài. Đấy. Vâng. Thích cài như nào thì cài, thì mình sẽ tìm hiểu mình muốn đưa cái thông tin gì ở trên lên trên này thì mình sẽ đưa nhá. Còn đâu Vâng. là cái phần mà mình dùng chủ yếu ấy, ví dụ cái phần diện này thì sau này mình sẽ dùng nó giống như cái của anh sẽ dùng theo kiểu là để làm affiliate. Vâng. Đây là anh làm dạng blog để làm affiliate đấy. Vâng. Còn thực tế thì đây là những cái sản phẩm này mình sẽ làm này. Đây này. Đấy. Vâng. Mình sẽ bán những kiểu như này. Đây chính là cái trang bán hàng nhé. Vâng. Thì để mà làm một trang bán hàng thì em sẽ vào cái phần quản trị, vào phần page này. Phần Vâng. page là chọn add new này, add new page này.
Đây là phần tiêu đề nhé, Vâng. tiêu đề này, nội dung này, nội dung. Cái phần nội dung này thì em không không cần cho lên cũng được, tạm Vâng. thời mình chưa cần cho lên vì tí nữa mình sẽ chỉnh sửa. Sau đó thì em sẽ chọn ấn public nó lên. Rồi ấn public. Sau đó thì mình sẽ chọn vào edit, edit với Elementor nhé. Vâng. Đây là một cái giao diện chung nhá Vâng. của Elementor. Em ấn vào cái hình ô vuông này, ô vuông bên góc bên chỗ đen này nhé. Vâng. Thì với một cái này thì mình sẽ ở bên cạnh bên trái này, nó sẽ có một cái dạng như là cái lựa chọn. Ở đây thì mình làm trang bán hàng này thì chủ yếu sẽ là kiểu là kéo thả thôi, nó rất là đơn giản. Thì em sẽ chọn chọn cho anh một cái trang đấy. Cái phần tiêu đề này thì mình có thể là thay hoặc mình bỏ hay như thế nào đấy. Muốn dùng chữ này thì em sẽ dùng text, em kéo em bỏ sang đây Vâng. đấy, kéo kích vào đây thì mình sẽ thay cái nội dung. Muốn viết đấy. Muốn chỉnh sửa thì các thứ ở trong này này, tiêu đề này, heading 1, tiêu đề 1 này đấy, cỡ chữ các kiểu này, tìm hiểu nhá. Vâng. Còn đây là phần thiết kế màu sắc này, là phần giãn dòng các kiểu này. Nói chung là mấy cái thông tin này em sẽ tìm hiểu thêm. Xong nhấn Vâng. vào update này. Đấy, muốn ảnh này, ảnh thì cái phần image nhá. Vâng. Image này. Ảnh nhá. Nếu mà muốn tải thì vào phần select file này cho mình. Vâng. Mình chậm thế nhỉ?
Hiện làm này, nhấn select xong rồi. Đấy, sẽ ra ảnh này. Đây, chúng ta Vâng. kích trên này. Kích cỡ to nhỏ trên này. Vâng. Nhấn tiếp theo là đến phần video này. Nếu trong trường hợp mà cái trang bán hàng của em có video thì em cho video đây nhé. Vâng. Đấy. Nhấn video vào, thả link vào đây. Link ở YouTube này, YouTube không là ở đâu thì mình sẽ chọn cái phần nào ở đây này. Phần bên trái YouTube hoặc Vimeo hay là cái nền tảng nào sử dụng video sẽ thả link vào đây. Vâng. Nhấn update thì cứ cho lên thì nếu mà nó không không cần bí mật thì mình sẽ để công khai. Còn nếu mà ví dụ như dạng như kiểu bán khóa học ấy, bán khóa học Vâng. thì mình sẽ cho dạng như là riêng tư, thì ai mà có mật khẩu của bác thì mới mở mới xem. Đấy, tiếp theo là đến ví dụ như đặt cái nút mua này. Nút mua thì nó là cái button này. Vâng. Cái sau này mình sẽ thay ở thằng Glory Plus sang. Ok, mấy cái cơ bản đấy. Sau này mình sẽ tìm hiểu thêm. Một là phần nội Vâng. dung, là phần hình ảnh, ba là phần video. Em thích vào cái phần mà ô vuông đen đen bên trái này. Đấy, kéo xuống dưới này là rất nhiều cái tiện ích mà em dùng. Đó. Vâng. Anh em muốn tìm hiểu gì thì em sẽ tìm hiểu sâu thêm ở đây. Anh cái này anh hướng dẫn cơ bản đâu. Vâng. Đấy là phần tạo trang này. Trang. Đây là cái phần mà làm nội dung nhé. Làm nội Vâng. dung thì vừa rồi có làm xong cái mẫu là cái mẫu mới nhất về cái nội dung của trang bán hàng ấy. Thì em ấn vào cái chỗ xanh xanh này, em download cái file ấy về. Vâng. Download file về rồi. À, ở trong cái file hôm trước như là file lúc nãy anh gửi ấy, nó có hết rồi đó. Vâng. Phần save page đây này. Rồi rồi, em mở rồi anh ạ. Cái phần save page đây này. Đó. Thì đây nó là một cái mẫu, đây nó là như là cái mẫu mẫu trang bán hàng mới làm xong. Thì cái phần Vâng. mà đây. Mở cái file để mở cái file tiếng Việt ra cho nó dễ hình dung. Đấy thì cái phần này thì đã làm xong hết rồi. Xong hết rồi thì bây giờ chỉ có mỗi là em có copy mình paste em đưa nội dung này vào đây thôi. Đó. Cái Vâng. phần đầu tiên là cái phần logo này. Đấy, logo này thì đây là nội dung này. Nội dung để mình sẽ làm một cái trang. Thì ví dụ ở đây là bạn muốn nhận được cái lợi ích của cái sản phẩm của mình đưa ra là gì, hiểu không? Vâng. Mình vào đây, bạn muốn nhận được ví dụ bạn muốn nhận được 500 đô la trong vòng một tuần đầu tiên chẳng hạn, mà không cần gì đó, lại không Vâng. cần đau đầu chẳng hạn, không cần đau đầu, chỉ cần bỏ ra ví dụ như 2 giờ một ngày, đó. Đấy, Vâng. thì đây nó là cái câu hút, đây nó là cái câu hút ở trong chậu giống như mình làm video ấy, nó là một cái câu hút ở phần đầu tiên của một cuốn sách, của một trang bán hàng để gọi cho người ta một cái sự tò mò để người ta đọc tiếp, đúng không? Vâng. Đấy, như đây này. Ngay cả khi là ví dụ ngay khi mà bạn không biết một cái gì cả, đấy,
hoặc là bạn chỉ biết một chút cũng không sao. Đấy, đại loại thế, hiểu không? Thì tiếp theo dưới này là nội dung này, ví dụ như hình ảnh các thứ này, tính năng này, vì đây là video hoặc hình ảnh nha, dưới này là tính năng này. Tiếp theo là cái nút đặt hàng, đấy thì đây là một cái trang bán hàng mẫu, một trang bán hàng mẫu mà đã làm xong xuôi hết rồi, thì em chỉ cứ thay cái nội dung thôi. Đây nó là một cái sườn đấy, một cái sườn nó khá là chi tiết rồi, thì em sẽ tìm hiểu thêm nhá, tìm hiểu thêm, nghiên cứu tìm hiểu thêm nội dung mình sẽ làm như thế nào. Ví dụ cái trang lúc nãy, cái cuốn sách của em lúc nãy em làm là sách về cái gì ấy nhỉ? Sách của em nó là về GPT anh ChatGPT hay gì? ạ. Vâng, à đâu, nó là em nhầm đấy. Nó là chuyên gia điện nó là về tiếp thị anh ạ. Em làm là về tiếp thị để. Đấy, trong Vâng. này nhé, nó trong này nó có ghi khá là chi tiết đây rồi, Vâng. ChatGPT để em nhờ nó viết thêm cho, viết thêm nội dung cho. Vâng. Đấy, viết thêm nội dung thì em sẽ gửi, em dùng ChatGPT 4 em gửi cho nó cái file đấy, nó đọc Cái gửi cái file mẫu của anh hay là cái file của mình làm? PDF cái sách của mình ấy. Vâng. Đã, cho nó đọc là dùng cái câu lệnh là hãy ghi nhớ nội dung, hãy ghi nhớ nội dung này. Ừ, anh đợi em một tiệu để em nốt lại cái. Đây ChatGPT 4 nhá, Vâng. đây này. Ví dụ anh gửi đây cho nó là anh sẽ đặt một cái phần đây, hãy ghi nhớ nội dung này. Vâng. Thì nó ghi là tôi đã ghi nhớ nội dung rồi, cung cấp khi cần thiết này. Đấy. Đây là. Thì anh sẽ lấy ví dụ một cái phần bên này đi. Anh sẽ tự hỏi được. Anh này luôn đưa hộ em một cái ví dụ của mình để em dễ hình dung. Đây là anh thử với cái này xem. Này chắc là lâu nên là nó, bây giờ mình sẽ cho nó mình sẽ làm lại. Ấn vào đây nhá, gửi file nhá. Vâng. File này. Hôm trước anh đăng ký một cái tài khoản GPT mới của 4.0 ấy, Vâng. mà nó được file PDF, mà nó bọn đấy bây giờ nó viết nhanh thật đấy, nhưng mà nó đọc file PDF.
Vâng. Nó không có link. Sáng em có, chiều em có dùng cái mà anh cho em mượn ấy, thấy nó viết hơi chậm so với cái mày. Đúng, đây là cái lỗi gì nó kiểu như không đọc được ấy, chiều em Nhiều bị mấy lần. nhiều nhiều người dùng quá, Vâng. nhiều người dùng quá. Đợi tí nhiều người dùng á. Vâng. Đây, quay trở lại. Cái trang lúc đấy mình tạo nó đã xong đây rồi nhé. Rồi Đây anh ơi, em cái khi mà mình đưa vào trang, nếu mà tiêu đề thì mình vẫn đưa vào GPT viết đúng không anh? rồi, tiêu Vâng. đề thì đưa vào GPT viết. Mình chỉ cần lấy cái tên keyword như cái hôm trước anh bảo làm máy bay review đấy, Đây rồi đưa vào nha, GPT ví viết. dụ như là tên sách này, tên sách thì đây đợi tí. Đây đọc lại phần này nhé, đọc lại này, Vâng. đọc lại phần trên này. Hôm trước anh cho nó viết này, đây ghi nhớ nội dung này, nó đã ghi nhớ rồi đúng không? Xong tiếp theo mình sẽ bảo nó lại gợi ý tôi 10 cái tên để đặt làm tiêu đề sách này, đảm bảo ngắn gọn dễ nhớ không trùng lặp này. Đấy thì nó sẽ gợi ý cho mình 10 cái đây, và mình sẽ chọn lấy một cái đó. Vâng. Thì sau khi mình chọn một cái thì mình sẽ lấy cái tiêu đề này để mình đặt tên cho cái trang bán hàng. Vâng. Đấy. Anh cho em hiểu hỏi là khi mà cái 10 tiêu đề nó đưa cho mình ấy, thì mình có cần tra trên mạng để tránh sự trùng lặp không? Thường thường thì nếu mà nó làm như này thì thường thường nó sẽ không bị trùng lặp. Vâng, Còn nếu tại vì tại anh Vượng, tại vì khi mà hôm nay cái mà anh bảo tạo sản phẩm số ấy, theo cái video hướng dẫn thì lấy một cái tên sách, khi mà em lấy cái tên sách rồi cũng bảo nó đưa ra cái gợi ý, rồi trong trong đấy bạn admin bạn có bảo là tránh khi mà tìm những cái tên mà tránh cái trên mạng họ đã sử dụng rồi, nhưng mà khi mà hầu khi mà nó đưa cho mình thì em tìm thấy là hầu cả khoảng 20 cái thì đều có sử dụng, thế xong mình lại phải phiên phiên phiến đi để tìm theo cái từ đồng nghĩa với cái đấy. đấy là em dùng tiêu đề ngắn, dùng tiêu đề Vâng. ngắn thì nó sẽ bị như thế.
Vâng. là đây tiêu đề dài thì gần như là sẽ không trùng. Vâng ạ. Đây là ví dụ như là search tất cả cái này là gần như là sẽ không trùng. Vâng. Đây, ví dụ anh search thử một thằng này nhé. Đấy, thấy không? Vâng. Rồi rồi em. Đây là search chính xác này, search chính xác là trong ngoặc kép này. Vâng, em cũng Đấy. xuất theo một kem anh ạ. Thì đấy, thì tóm lại là tiêu đề dài theo kiểu như này là nó sẽ không bị, còn ví dụ như là em chỉ dùng một cái tiêu đề này thôi này, đấy, dùng Là một sẽ tiêu đề này thôi là dễ dễ bị dính, dễ bị trùng, dạ vâng rồi vì đây nó là tiêu đề ngắn, nó là đấy, là vâng nó chỉ có là thông điệp ở đây này, rất là dễ trùng rồi. vâng em hiểu ý anh. Nên là mình sẽ lái nó bằng cách là mình sẽ làm tiêu đề nó dài hơn một chút nhưng mà nó vẫn đủ ý nghĩa, có nghĩa là sẽ hai Vâng. cái nó sẽ đủ ý nghĩa. Đúng rồi. Thì như hôm nay khi mà em tìm khoảng 20 cái thì nó bị trùng, thì em lại bảo nó bắt bắt nó là đưa cho cái 10 tiêu đề nó dài dài hơn, nhưng mà khi mà tìm 10 tiêu đề dài hơn thì nó đúng là không tìm thấy thật. Đâu truy cập nhiều Ồ, nhà đồng thế. bạn dạo này nó kém rồi. Vì thực ra là vì vừa rồi nó mới update cái phần mà ấy, cái phần 4.0 ấy, là nhiều thằng Vâng. nó dã man luôn. Không, nhưng mà em thấy cái tính năng cái hiệu quả nó mang lại tốt hơn cái kia nhiều rồi. À, thì đương nhiên nó Vâng. chất lượng hơn, trả tiền nó chất lượng hơn. Cái câu từ nó viết thế nó cũng trơn tru mới mượt hơn. Anh trong cái lúc đợi anh cho em hỏi thêm ấy, ở cái sáng ở cái phần mục mà tạo cái sản phẩm số, khi mà tìm các cái hai cái ngách mà anh bảo em ấy, thì em tìm hai cái ngách đấy, nhưng mà khi mà vào hai cái ngách đấy thì em lại không 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 có một số ngách thì em lại download được cái sách đấy về, có một số ngách thế lại không tìm được cái đường link download về ấy. Thì nó có phải là do mình hay là tất cả cái đấy đều download được anh? Nó tùy đấy, nó có những cái là nó sẽ bắt mình phải trả lời câu hỏi nó mới hiện lên được cái link Vâng. rồi.
Cái phần GPT này tạm thời bỏ qua nãy nhá, Dạ vâng anh ạ. tạm thời bỏ qua vì cái này chắc là cũng đơn giản hơn, không có gì khó lắm. Vâng. Mình cho nó đặt tên cho nó thôi. Đây phần đâu nhỉ, đẹp. Yeah. Một là phần mình tìm sản phẩm đây đúng không, mình tìm sản phẩm trên đầu này đúng không, Vâng. đấy tìm sản phẩm trên đầu. Dữ liệu, dữ liệu đầu cuối này, mấy cái này biết rồi đúng không, Vâng, cái mấy này em biết rồi. đấy dữ liệu đầu cuối. Thì giả sử như vào đây mình sẽ vào một cái GP5 phẩm video. Cái này mình chủ yếu làm PRL thôi nhá, đừng làm video với các thứ gì nó nặng. Vâng. Em cũng chỉ mục vào mục sản phẩm BRR mà. Sau này mình sẽ ví dụ mình thành thạo mình sẽ làm thêm cái phần khác, làm thêm phần website luôn đấy. Vâng. Đây có những cái nó sẽ không sâu như này được. Ví dụ mình ấn Vâng. vào chữ sâu sâu cái này ra đúng không, mà nó Vâng. không không có cái phần mà download này về, nó Vâng. không có phần download đấy, thì mình sẽ bình luận xuống dưới này này, đây này, mình sẽ bình luận xuống, mình nhập một cái câu này, ví dụ Thanh for xe này, Vâng. mình sẽ nhập một cái câu bình luận bằng tiếng Anh xuống như này, mình dán nó vào đây và mình post nó lên, thì là nó sẽ hiện lên được cái đường link là mình tải. Vâng. Đấy là cái trường hợp mà khi mà mình nhấn vào cái nút sâu này nó không hiện ra, còn cái này nó hiện ra bình thường này thì không ảnh hưởng gì. Vâng. Anh ấy vẫn ở cái mục, anh cho em hỏi thêm là khi mà tải được nó về đấy thì mình chỉ cần tìm cái keyword tiêu đề của sách rồi mà mình dùng đem vứt chat GPT xào lỗ lại đúng không ạ? Thì cái nội dung thì mình có cần phải để ý cái gì nữa không anh? Giả sử nhá, Vâng. giả sử đây, giả sử như đây là một cái tài liệu mà mình đã chuyển tải về rồi đúng không, Vâng. thì em sẽ chuyển, nếu mà trong trường hợp mà nó chưa có cái file Word đúng không, Vâng. thì mình sẽ dùng cái này để mình chuyển, mình dùng đây affiliate gold này, nếu mà trong trường hợp mà nó chưa có thì Vâng. mình sẽ dùng cái này, lốp lốp pdf, ai lốp pdf nhé, Vâng. ai lốp pdf chuyển nó từ file pdf sang file word. Vâng. Con vớt nó ra Vâng. này. Rồi, xong nhấn download về. Ô, máy mình chạy chậm rùa nhỉ.
Anh nhìn. Đấy, tải file luôn. Rồi đến cái phần này là xong rồi đúng không? Vâng ạ. Đến cái phần này là em biết làm rồi, thay thay bìa thay viết là biết làm rồi đúng không? Vâng. Thay bìa thay tên này, ok rồi này. Đấy là trường hợp mà không có file Word này. Còn cái phần mà tất cả gần như là nó không có trang bán hàng ấy, không có trang bán Được. hàng thì mình sẽ áp dụng cái trang bán hàng này vào nhá. Vâng. Mình nghiên cứu thật sâu cái trang bán hàng này xong bắt đầu mình áp dụng vào. Trong cái phần mà cái file mà anh gửi cho em nó cũng có rất là nhiều cái tài liệu của cái trang bán hàng. Đây là cái trong phần plugin này. Đấy, đây là có những cái mẫu mà trang bán hàng này. Nếu mà trường hợp sau này mà em có thể là em add được vào trực tiếp luôn cái trang bán hàng của mình. Thì để sâu sâu gái xong anh sẽ hướng dẫn cái phần này sau. Bây Vâng. giờ tập trung đi làm cái phần mà sale page này trước. Đây trong này nó có gì không? Trang hàng nha. Đây, hàng. Trang hàng 3 này. Đây là mẫu trang JV này. Trang JV này là trang thông tin này. Vâng. Thông tin của sản phẩm. Đấy, đây là mẫu trang thông tin của sản phẩm này. Còn đây là mẫu trang bán hàng upsell này. Upsell thì đây nói đến upsell thì nó sẽ như thế nào? À, tôi để anh hướng dẫn luôn cái phần mà đưa sản phẩm lên, đưa sản phẩm lên Worry này. Quay trở lại đây. Hover đi. Get Blank Column nhé. Lấy sản phẩm, đây là một nguồn rồi đúng không? Vâng. Đây là một nguồn này, cộng với lại một nguồn của Ở trên hot DG Store. không, Digistore là ấy, Digistore là làm affiliate. Làm nên. Đấy, em quên đúng rồi, vừa nãy em muốn hỏi anh thêm là ngoài cái nguồn ở trên cái đấy đi, khi mà mình dùng nhiều này còn để cái nguồn ở ở đâu nữa? Đây có trong 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 đấy nó có thôi mà, Vâng. trong trong này có này À, nè, à đây ba cái web miễn phí ấy. đây Vâng. nè, PDF này, free download này, đây này, free download này. Free download thì ở trên này đây nha, nó sẽ có những cái ngách riêng này, ngách riêng vào đây em chọn nhé. Vâng. Ví dụ anh chọn affiliate này, affiliate thì nếu mà em thích làm affiliate thì em làm, hoặc em làm một cái ngách riêng về về business hoặc là tài chính hay là về cái gì đây cũng được. Email marketing này đấy, hoặc là internet marketing này, network marketing này.
đấy. Trên cái trang này thì là những cái sách nó nhẹ lắm và nó không có trang bán hàng, Vâng. gần như là 100% là không có trang bán hàng. Quảng cáo nhiều thế. Đấy, đây này. Ví dụ như quyển này là không có trang, quyển này là không có trang bán hàng này. Vâng. 199 trang này. Không có trang bán hàng hết. Đấy, em click vào đây em download về nhá. Vâng ạ. Nếu mà muốn lấy thì click vào đây để download về. Hai là cái trang Best Black Hat Forum mình biết rồi đúng không? Trang Vâng. PDF này. Driver. Đây PDF. Trong này nó cũng rất nhiều luôn, cứ tìm từng ngách một. Đây là có ngách Vâng. công nghệ rồi vẽ này, các kiểu này. Mình thích làm cái gì thì mình làm. Mình ấn vào đây, ví dụ công nghệ, ấn vào đây. Xem nghiên cứu cái mảng bây giờ, mảng 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 AI ấy được, hướng dẫn AI ấy được. Vâng, em lúc lúc sáng em hỏi anh em đang định làm về cái AI nó sẽ đấy. Đây là ngách nhà, ví dụ như là software, web design, internet này. Đấy, một cái nữa là cái phần mà em để ý cái đầu tiên đấy, WHO ấy. Cái trang WHO ấy. Vâng. WHO. WHO download nhé. Ở Vâng. cái phần mà đầu tiên mà anh có gửi cả cái tài khoản của mấy anh em chung ấy. Vâng ạ. Nghe đấy. Đấy, trên cái trang này nó cũng rất là nhiều sản phẩm nhá, nhiều sản phẩm kỳ luôn. Vâng. TikTok này, trong này nó có TikTok này, Facebook này, các tất cả các loại khóa học, Vâng. tất cả các loại khóa học luôn mà mình có thể là download được. Đây là phần, em vào phần download này, download thì nó có ngách ngách tiền này, ngách affiliate money này, business này. Đấy, social media, marketing này. Marketing. Đấy, đây này. Còn này rất nhiều. Click vào một cái là nó sẽ có file download hết toàn bộ. Ở trong cái bọn này thì nó VIP hơn là nó sẽ có một số là nó có trang bán hàng. Vâng. Bốn nguồn đấy là mình tìm thoải mái. Bốn Vâng. nguồn là mình tìm ngay thoải mái. KFSO với lại Black với lại PRL với lại cái gì nữa đấy. Anh ấy khi mà lấy cái nguồn đấy rồi thì mình chỉ cũng chỉ để cần thay tiêu đề của nó rồi viết thôi chứ còn cái nội dung không cần anh. Không cần. Nội dung thì là mình nhất là mình không có chuyên môn, mình không có Vâng. chuyên môn, và thứ hai nữa là mình không có tiếng, nên là mình không cần phải thay nội dung, vì tất cả những cái trang này là những cái trang mà người ta cho phép mình tải về để mình bán lại rồi. Đấy, Vâng. mình bán lại rồi nên là mình không cần phải đổi nội dung, mà mình chỉ làm khác nó đi một chút về phần tiêu đề, hoặc là
ở trang hình khách ảnh. hàng để hình ảnh ở Vâng. trang khách hàng để làm thế nào để cho khách hàng người ta khi khi mà giới thiệu thì nó sẽ khách hàng người ta đồng ý thôi. Vâng. Cái phần nội Sang. dung mình không cần thay đổi. Vâng. Chính vì thế nó mới nhanh được, chứ còn nếu mà anh em mình thay đổi thì có biết cái mẹ gì về 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 chuyên môn đâu mà thay đổi. Vâng, sáng em đặt ra câu hỏi mà, hay là mình lại lấy cái lời giới thiệu của nó đấy vứt vứt vào GPT cho nó biết lại. Không biết lại là nó hỏng hết đấy. Vâng. Vì cái này là nó phải có chuyên môn đấy, chuyên môn, nhưng mà những cái trang web này là gần như là ít người biết đến lắm, vì là những cái người mà trong nghề thì người ta mới làm, người ta mới biết để làm cái kiểu như thế này thôi. Dạ vâng. Phần gì nữa nhỉ? Download rồi này, Woolly Plus này, bây giờ đến phần đưa sản phẩm lên Woolly Plus này, Măn Tre này. Thì em xem lại cái phần import trang bán hàng các kiểu này nhá. Đây này, dưới này nó có hướng dẫn hết nhá. Vâng. Lúc này anh cũng chỉ mới là add một số những cái plugin cơ bản thôi. Xong bây giờ tí nữa em sẽ vào em phải cài lại hết toàn bộ. Kiểm tra lại xong rồi cài lại hết. Cái nào thiếu thì mình làm theo từng bước này nhá. Đây là Vâng. Elementor này. Phần nào mà chưa biết thì nào mà chưa biết hoặc là chưa thông thì lên lên YouTube. Vâng. Đây, cái phần này tí nữa mình cũng cần phải xem lại nhé, thì cài lại để cho nó đúng chuẩn. Hôm nay anh chỉ cài mấy cái plugin cơ bản thôi. Tại Nó vì nhiều lúc ở chỗ cái tài liệu hướng dẫn anh gửi cho em ấy, về cái giao diện chắc đôi lúc nó có thay đổi hoặc là nên là tiếng nên là nhiều lúc em cả tiếng Anh đến tiếng Việt dịch nên là nó hơi nâu. không sao, mình không biết tiếng Anh phải chấp nhận. Vâng. Nhưng mà làm dần nó quen mà. Bây giờ Dạ. anh cũng có cần phải chuyển đổi tiếng 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 Anh mấy đâu. Vâng. Chuyển đổi tiếng Anh sang tiếng Việt mấy đâu. Chỉ có cái phần mà nội dung chi tiết thì mình cần, chứ còn website thì bây giờ đâu có cần đâu. Vâng. Website là ấn nhiều nó quen hết mà. Nhiều lúc chuyển sang tiếng Việt lại dùng nó lại không quen. Khó hơn đấy. Vâng. Vì bản chất là mình không hiểu cái nghĩa của nó mấy thì nó sẽ khó hơn đấy. Nhưng Vâng. nhiều nó quen. Đấy, cài lại website theo cái hướng dẫn này. Bây giờ nó sẽ còn cái phần nữa là phần này. Đâu? Phần đưa sản phẩm lên Worry Plus. Đúng không nhỉ? Vâng ấy. Khoảng 15 phút nữa anh nói sơ bộ đi, trong 15 phút nữa anh còn nghỉ xem đá bóng. Vâng. Anh ở Hải Phòng anh. Anh ở phòng, Anh ở quận nào ấy? anh ở Hải An. Hải An. Vâng. Cái phần mà phần 4 video bán hàng này thì cần mình chưa cần thì chưa cần đọc, để đọc sau được. Vâng. Bây giờ nó còn hai cái nữa, là một là phần đưa lên Măn Tre này, hai nữa là phần đưa sản phẩm lên Gorilla Glass này. Ở trên này nó cũng hướng dẫn rồi, đây này Vâng. hướng dẫn rồi, nhưng mà anh sẽ đây anh sẽ nói qua nhỉ, cho em dễ hình dung. Anh cái phần cái trang bán hàng của cái thằng này nó làm hay phết. Anh đang nghiên cứu để xem cái cách nó viết như nào. Đây nhá, Google Alert nhá, Google Alert nó vào cái phần mà chợ này. Đầu tiên bây giờ là vào cái phần chợ trước, Wow. phần top sản phẩm này, top sản phẩm.
top sản phẩm thì ở đây nó có cái mục là top 10, top 25 này. Em ấn chọn là ví dụ như 25 sản phẩm bán chạy nhất này. Trong vòng một ngày, trong vòng ngày này, trong vòng một tuần này, trong vòng 30 ngày này. Thì em nghiên cứu cái thằng nào. Đây ví dụ như là thằng nào. Này nó sẽ bán được bao nhiêu? Đang chưa lên. Những cái thằng nhiều nhiều tích tích là những cái thằng vendor lớn này. Vâng. Đấy những thằng vendor lớn này. Đây là cái trang bán hàng mà bọn nó viết này. Trang bán hàng nó viết thì bản chất là cái bọn này là lớn nhưng nó đưa những cái thông số tiền lên trên này này. Lên trên này thì Vâng. được, nhưng mà ví dụ như mình mà làm một cái tài khoản mới ấy, hôm trước anh vừa bị nó khóa một cái tài khoản xong vì là mình tài khoản mới mà đưa những cái số tiền lên trên này mà nó đúng ấy, bọn này nó rất kinh lắm, Vâng. nên là nó đang khóa mẹ mất mấy tháng. Cái kiểu như là cái số sản phẩm nó bán không đúng với sự thật đấy anh. Không, cái con số này, cái con số mà nó kiếm được ấy, Vâng. số mà nó kiếm được ấy, là mình đưa lên thì nó không có cơ sở. Vâng. Đấy, đây là những vendor lớn này. Ông này ông bán này, ông này ông có 32.000 follow này. Ông ấy làm sản phẩm, đây là các cái sản phẩm của ông ấy làm. Ông làm được 27 sản phẩm. Đây là 27 sản phẩm. Vâng. Đấy, mỗi sản phẩm em nhìn thấy nó bán kinh không? 1.000 sale nhá. Một Sale nghìn này. có nghĩa là Đây toàn trên 1.000 sale đấy. một nghìn xem nó có nghĩa là bán được trên 1.000 sản phẩm đấy. Đúng rồi, trên 1.000 lượt mua ấy. Vâng. Trên 1.000 lượt mua ấy. Đấy, mỗi sản phẩm này, cái này trên 5.000 hết này, à trên 500 này. Này trên 1.000 sản phẩm. Trên 2 Em cứ nghìn. tính 1.000 này mà ví dụ thằng này bán hơn 2.000 kinh không? Vâng. Nhân với Toàn 10 1.000 mà mình nhân với lại 12 đô thì nó thành bao nhiêu tiền? nghìn đã nó hơn 20.000 rồi. Đấy, đúng không? Vâng. Là cái thông tin này. Tin. Mình sẽ kích vào một cái sản phẩm. Mẹ ơi. Mày cũng tham gia từ 2011 nhưng mà Từ 2011. Vâng. không bán dã man. Có nghĩa là những cái sản phẩm từ chục năm trước vẫn đây ạ. Ừ thì cứ đưa lên là bây giờ nó vẫn có người tìm kiếm, là có những người đội mà là nó làm affiliate nó bán cho ấy, Vâng ạ. affiliate nó bán cho. Đa phần là không không phải bán hết mà cứ đưa lên trên này là có đội affiliate nó bán cho. Vâng. Đây là trang bán hàng. Đây, em cứ vào đây em tìm em nghiên cứu này. Anh Vâng. hay nghiên cứu là những thằng 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 top này nó bán này, xem nó bán loại sản phẩm gì Để này. mình bán theo hay là mình tránh hả anh? Để mình làm theo cách của nó làm. Vâng. Đây nha, thằng này này, thằng James này, nó đa phần nó có phần, em nhìn thấy chữ cái AI đằng sau này, Vâng ạ. thấy không? Nó đang làm về sản phẩm AI. Đây đa phần nó sẽ là đây này, AI ẩn danh này, AI đọc suy nghĩ này, AI định kỳ này, AI lượng từ này, AI đa năng này. Đấy, mà thằng này nó sẽ chuyên về một ngách AI, em hiểu không? Vâng. Một cái ngách AI này, đấy nó bán rất nhiều luôn. AI Affiliate AI sticker, AI clone. Đấy, đa phần là sản phẩm nó sẽ đi một ngách nào cố định. vâng. Mẹ thằng này nó bán kinh không? Thằng này nó bán doanh số bán hàng là 100. 141.000.
Ngoại đài không? nhân trung bình với 15 15 vậy. Xô đi bù lại tính mà khoảng là 15 đô. Ngoài nó làm nhiều sản phẩm luôn. Gần 3 triệu đô. Xong rồi cũng ở làm lâu ở trên cái diễn đàn này, toàn bọn nó làm này, toàn bao nhiêu từ chục năm trước, mười mấy năm trước, Mười mấy nó làm năm. tốt lắm, nó kiếm tốt lắm. Anh làm gì? Anh làm lâu chưa anh? Anh mới làm được từ từ đầu từ cuối năm ngoái. Cuối năm ngoái, vâng. Anh mất tầm khoảng 6 tháng anh nghiên cứu bắt đầu mới Vâng. tìm ra được cái ngách này để làm ấy. Trước Vâng. cũng giống kiểu em ấy, đéo biết cái gì cả, cứ thằng nào nói cái gì hay cũng làm theo nhưng mất thời gian lắm, Vâng. nó không ra được tiền. Công sức mệt tiền bỏ vào không ít. Nhiều lắm. Như anh em mình là kiểu sẵn sàng là bỏ ra để đánh, để đổ lại được, để Mình dạy mua cơ nghề, hội, mua cơ hội. Vâng. mình mua cơ hội, nhưng mà vấn đề là nhiều lúc là cũng là mua toàn mình nó không đúng mình không tiếc, hiểu không? Mình không Vâng. tiếc đầu tư một khoản tiền nhất định, ví dụ như là có thể là vài triệu hay có thể vài triệu hay 1-2 triệu, Vâng. cái câu chuyện là mình phải mua đúng. Chứ còn mình mua mà nó không đúng thì cũng tự nhiên mất tiền, xong trả đâu ở đâu. Đây là trang bán hàng. Anh giờ cái lượng follow của anh ở trên cái trang này nhiều chưa? Mình không quan trọng mấy đâu em, vì Vâng. mới nó không có nhiều lắm, trừ trường hợp là sau này mà ví dụ như là em mà làm sản phẩm tốt ấy, thì là sẽ có nhiều người follow thôi. Người follow Vâng. này bản chất là các cái affiliate, À, nó làm, nó bán cho mình. đúng rồi, nó bán cho mình thì nó sẽ Vâng. follow mình, là cứ khi nào mà ra sản phẩm mới là nó sẽ thông báo là sản phẩm mới Vâng. đấy, hiểu chưa? Thằng này nó có bán 11.000 sale rồi, 11.500 sale. Em cứ tính 2.000 mà nhân với 10 là 7 đô, là thành bao tiền? Vâng. Vừa lấy em nhân cái ông đầu anh bảo đấy, gần 3 triệu đô, nó rơi vào 2 triệu 8 trăm chín mươi một nghìn. Đấy là mình còn nhân mớ ấy. Đúng rồi. Nhìn chung là cái này là em cứ làm chắc chắn sẽ kiếm tiền, Vâng. vì nó rất nhiều gọi là rất nhiều cái gì tấm gương rồi. Mưa. Đây nha, đưa sản phẩm lên cái phần này xong em vào em nghiên cứu tiếp nhá, Vâng. nghiên cứu tiếp là xem là cái cách nó làm kiểu gì và nó làm như thế nào đấy. Thường thường là Vâng. bọn này nó sẽ đi theo một cái ngách riêng ấy, giống như anh đang đi theo cái thằng affiliate đấy ạ. Vâng. Đa phần là như thế, những cái thằng vendor lớn ấy, vendor lớn là đa phần là như thế. Em cứ vào em tìm là bọn mà top, xong bắt đầu là top vendor. Khi mà em làm xong sản phẩm nhá, thì em sẽ vào cái phần vendor này này, em vào cái phần product này, sản phẩm này. Vâng. Mình sẽ add cái sản phẩm của mình lên. Mình add cái sản phẩm của mình lên. Thì mình sẽ ấn vào new product này.
ở trong cái file kia nó cũng có hướng dẫn rồi đấy. Vâng. Đây là tên sản phẩm này, hình ảnh này. Catalogy này là những cái ngách mà mình làm này. Mình làm affiliate hay là mình làm AI. dropship hay là sale hay PRL đấy, hay video hay platform. Wow. Lại là cái ngách gì thì mình sẽ chọn vào đây. Cái keyword của mình là cái từ khóa. Từ khóa, nếu mà không biết thì mình sẽ chuyển sang tiếng Việt để cho nó dễ. Đấy, từ khóa. Loại nội dung thì nó là loại gì là ví dụ sách điện tử hay là âm thanh hay băng hình hay phần mềm này. Chọn một cái, thường thường mình sẽ chọn là chọn chọn ra sách điện tử này. Vâng. Cái hội thảo này mình sẽ bỏ qua. Thảo này là mình sẽ bận khi nào mà bán bằng hội thảo, đây nó có ghi chú này, nếu không có thì mình sẽ bỏ qua. Tập tin, tập tin này thì là chính là cái file mà file PDF mà mình đã làm ấy. Vâng. Đây ví dụ file này, file này nhưng mà mình cho vào đây thì Mình nó sẽ tối đa được 100 MB thôi nhé. vâng. Nếu mà quá 100 MB là nó sẽ không được. Quá 100 MB thì mình sẽ bằng cách là mình sẽ chuyển chuyển sang cái phần mà URL truy cập này. URL truy cập này chính là cái trang mà gọi là cái trang thank you ấy. Trang thank you là khi mà mình gửi vào đây. Đây dạng như cái trang này. Khi mình làm trang bán hàng thì mình sẽ làm hai cái trang, một cái trang chính, một trang chính là trang bán hàng, một cái trang nữa là trang thank you, có nghĩa là cái trang đấy nó sẽ dùng cho cái việc là khách hàng nó sẽ truy cập vào đấy, nó sẽ khi mà nó mua hàng xong ấy thì nó sẽ truy cập vào đấy để nó tải cái sản phẩm về. Vâng. Đây ví dụ như đây là một trang thank you đấy, đây nhá, một trang thank you này là mình làm xong thì mình sẽ viết nội dung cơ bản này nha, nội dung cơ bản này, thông tin này, thông tin này đấy, xong bắt đầu mình kích vào đây, có một cái đường link kích vào sản phẩm, kích đường sản phẩm thì mình sẽ gắn cái sản phẩm lên cái driver của mình. Đấy, sau đó thì người ta sẽ tải cái này về. Rồi. Thì cái phần mà link của trang thank you này mình sẽ copy cái phần link này. Copy cái phần link này mình sẽ dán vào đây. Đấy. Vâng. Thì đây là cái URL để truy cập để người ta mua xong thì người ta sẽ vào đây để người ta lấy sản phẩm về. Ở cấp phép này thì lựa chọn này, sử dụng cá nhân này. Chung không cần, thời gian hoàn tiền ở đây nó sẽ là 30 ngày. Điều kiện không cần. Email hỗ trợ thì viết email của mình vào. URL hỗ trợ thì nó sẽ giống như kiểu như thế này. URL hỗ cái tên Mac Money Online này nó giống như cái tên của em, là anh đang ghi gọi là cái gì affiliate đấy, em có thể thay được nhé. Vâng, affiliate blog Sau này em thích cái gì thì em thay được. blog gì. Đây cái phần đấy là phần đây phần thông tin đấy, phần thông tin này
thì mình sẽ copy cái phần này ra, Vâng. copy thông tin này mình đưa sang, đưa vào đây. Đấy. Đây là phần email, email của mình dùng cái gì, trạng Vâng. thái sản phẩm này có sẵn này, chọn này, người đầu tiên này. Nhấn vào đây, tôi chứng nhận hôm nay này, giá này, giá thì cái ô này, ô này sẽ là ô mà giá gọi là giá ví dụ như là giá bình thường đấy, bình thường ví dụ bình thường là giá 97 đô chẳng hạn, thì ở đây sau hôm nay bán 7 đô thôi. Sợ để sợ thế anh. Để người ta cảm giác nó rẻ, hiểu không, À vâng. để người ta cảm giác nó rẻ. Cái phần mà định giá sản phẩm em xem rồi đúng không, Vâng. phần định giá sản phẩm thì ở đây thường thường là trung bình là những cái sản phẩm số PRR này thì mình bán nó sẽ rơi chỉ tầm khoảng đến 7 cho đến 17 đô thôi, Vâng. 7 cho đến 17 đô tùy tùy cái loại loại nào, nhưng thường thường những cái sản phẩm nó sẽ có một cái kiểu là sản phẩm dẫn, sau đó thì đến cái sản phẩm nữa là sản phẩm upsell lên đấy. Upsell Vâng. thì thường thường những cái upsell là mình sẽ bán cao hơn. Vâng. Upsell mình có thể bán được 17 đô hoặc là mình sẽ bán được 27 đô tùy cái loại mà sản phẩm của mình làm. Vâng. Giới hạn bán hàng không cần ghi đấy. Tài khoản người bán. Cái tài khoản mà PayPal này thì là em sẽ add cái tài khoản của em vào. Vâng. Đăng xuất ok, tạm thời thế đi. Xong ạ. để cái phần mà đưa sản phẩm lên Google Alert với lại cái phần mà trên Manche để anh ấy sau nhé. Vâng anh ạ. Hơn 10 giờ. Vâng. Em xem lại cái file này nhé. Em xem lại cái file này xong bắt đầu là đâu nhỉ? Đấy. Cài lại web các thứ. Xong xuôi hết thì khi nào mà xong sản phẩm với lại xong cái trang bán hàng, trang thank you các thứ xong Vâng. rồi sẽ đưa lên cái phần mà Worry Alert với lại Manche thì anh sẽ lại hướng dẫn tiếp. Dạ vâng ạ. Sắp xong rồi đấy, sắp xong rồi, chỉ có Vâng. phần là mình quan trọng nhất là cái làm trang bán hàng, thì làm xong một cái mình đưa sản phẩm lên là bắt đầu là mình sẽ đợi làm lịch ra mắt các kiểu, khoảng ra mắt tầm khoảng 7 5 đến 7 ngày là Vâng. cho affiliate nó vào nó lấy sản phẩm của mình nó đem đi nó bán. Thế cái đấy mình có phải quảng cáo hay là cứ đưa lên trên ấy thì khác có đội vào rồi anh? Đưa lên trên đấy thì nó sẽ có đội nó xin link nó bán. Vâng. Đưa lên Google Alert ấy, nó sẽ có đội nó xin link nó bán. Thì một Vâng. là mình sẽ đưa lên đấy, hai là mình sẽ xây dựng tiếp các cái kênh khác nhau để mình kéo cái traffic về để nó Cho lấy cái mình link để về. nó bán. Vâng. Thì nó sẽ có thêm một cái phần nữa là phần có thể là mình join vào cái trang vào cái nhóm group của Facebook ấy. Vâng. Facebook. Đấy. Đây Facebook ví dụ em sẽ phải tạo thêm một cái nick Facebook mới. Bây giờ em tạo đi, em tạo trước một cái nick Facebook mới đi. Vâng.
đấy đây này, đưa tạo một cái nick Facebook mới, xong mình join vào những cái nhóm như thế này, Vâng. cái nhóm mà chuyên dùng cho để loan trình cái sách của mình. Lưu ý là lập cái Facebook mới này thì là mình sẽ dùng 100% bằng tiếng Anh nhé. Vâng. Còn phải nập luôn mấy cái kênh xã hội khác luôn không anh? Hay là chỉ cần Facebook thôi đã? Facebook thôi nè. Vâng. Facebook thôi nè. Đấy. 100% nhé, nội dung và các thứ 100% bằng tiếng Anh hết. Vâng. Cái nick này anh cũng mới lập Thế anh đã 1.000 người theo dõi đấy. này. Dùng công nghệ. Vâng. Có dùng tool đẩy không anh? Có. Cái này anh dùng 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 tool để đẩy. Vâng. Thế như sau cái review về cái sản phẩm thì em mấy cái em cảm giác là làm được, nhưng mà em thường em vẫn đang bị mắc ở cái từ sale rất là nhiều. Từ từ sale là gì? Có nghĩa là khi mà sale từ khóa ấy, em cũng nghiên cứu, em cũng lên YouTube xem rất là nhiều, nhưng mà trước em làm em bị mắc ở sale nhiều, sale từ Làm khóa. review là nó có một cái phần sẵn là hôm trước anh gửi cho em ấy, là cái phần mà mình sẽ có cái công thức của review Vâng. của viết review, là nó sẽ đặt từ khóa ở trong bài viết. Mở Zalo lên, hôm trước anh gửi một cái form ấy. Đây. Mẫu form anh gửi trong Zalo ấy. Anh gửi em có về mọi cái ai cần lao hết rồi em đây rồi. Đấy thì nó sẽ dùng như kiểu như thế. Vâng. Thì nó lại khác hơn so với video dài đúng Chứ em cái đấy nó cũng dùng cho bài viết mà, cái đấy nó cũng dùng anh? cho bài viết mà. Dùng cho bài viết thì em viết ở trên Medium với lại LinkedIn ấy. Vâng. Thì làm affiliate ở trên hai cái nền tảng đấy của với lại GoryVlus này cũng có làm affiliate luôn, nhưng mà trên GoryVlus này thì nếu mà em bật cái chế độ mà làm affiliate thì như là em phải mất 5 đô cho nó rồi cả. Vâng, hôm trước anh bảo em là bật mất 5 độ. Mất 5 đô cho nó để cái làm cái affiliate đấy. Thì Vâng. vẫn viết ở trên Medium này nè. Medium đó. Vâng. Medium hôm trước nói rồi, với lại LinkedIn đó. Vâng. Hai nữa là mình dùng có thể là dùng AI viết content để mình làm. Vâng. Nhưng mà tóm lại là trước mắt thì cứ làm cái sản phẩm này đi đã. Sản Vâng. phẩm này đi ạ. Sản phẩm về trang bán hàng đó. Sau đó thì em mà còn nhiều thời gian thì, nhưng mà thực ra là không có nhiều thời gian đâu, vì bây giờ anh cảm thấy bây giờ mình rất thiếu thời gian, đéo thời gian mà làm ấy, thì ban ngày Vâng. đi làm việc khác. Em nghiên cứu Ok, cái. à, Vâng. thay thế đi. Vâng. Tôi anh nghỉ đi. Để anh sẽ xem đá bóng cái, xong là có gì nếu mà cần thì lại 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 gọi tiếp Vâng vâng ạ. nhá. Vâng. Ok. Em chào anh nhé. Vâng.